cái bộ sản phẩm mà em với mẹ em đang xài nha mọi nha, là bộ sản phẩm của em Bikin Xanh Vàng. Cái này là gồm có ban ngày với ban đêm. Ban ngày á là mình sẽ xài cái chống nắng nè, kèm theo là cái mẹ em đang sức là cái cốt nám xanh vàng. Còn ban đêm á là mấy chị sẽ xài cho em là cái serum với lại cái cao nám xanh vàng này. Đó là chọn bộ của sản phẩm em Bikin Xanh Vàng. Cái này là mẹ em xài này là hay, là mẹ hay ổn không? Vậy hả? Lúc trước đó là mẹ em mà làm ruộng á mấy chị, là da nám ơi là nám, mà dạng như nám nặng luôn mấy chị. Là hả, từ khi mà con mua cho mẹ mà xài ok phải không? Vậy hả? Mẹ em là xài từ bữa hổm tới giờ mấy chị, thay là đỡ rất là nhiều luôn, nhưng mà vẫn còn đẹp. 60 như vậy là quá ok đúng không mấy chị? Đó, mẹ nhớ đáng xài hàng ngày vô, xài ban đêm với lại ban ngày luôn, là nguyên một cái bộ luôn, để cho mà nó sẽ nhanh đẹp hơn. Ngoài ra thì mấy chị khi mà mình xài cái bộ sản phẩm Envy Kim Xanh Vàng này á, là không những là chị nám nha, với là đặc biệt là làm cho da mấy chị sẽ trắng hơn nữa, sáng hơn nữa. Đó, mấy chị thấy không, tại cái da của em này nè mấy chị thấy không, lúc mà em để em phim xong á mấy chị, là đứng ba rồi cái nó bị thay đổi nội tiết tố trong người hay sao á, tự nhiên nó xuất hiện hai cục nám bên gò má em nè. Cái bắt đầu là em xài cái bộ sản phẩm Envy Kim Xanh Vàng này xong là thấy nó mờ hẳn luôn, và bây giờ là nó bớt không hết luôn rồi đó mấy chị. Cái em cho mẹ em xài là nay hai mẹ con cùng đẹp với nhau luôn nha, ok không mẹ? Cậu tranh thủ làm đẹp đi, muốn phi nó lớn rồi là đi học phụ huynh đồ cho nó, chứ con đâu có thời gian nào đi. Rồi bây giờ mấy chị nào mà mình bị nám á, thì mấy chị sử dụng giùm em là combo nám. Còn mấy chị nào mà bị mụn á, là mấy chị sử dụng giùm em chọn bộ là combo mụn nha. Chúc mấy chị lúc nào cũng nhiều sức khỏe, với lại da hả mà trắng giống như em nha mọi người nha. Hiện tại bây giờ rất là hiệu quả luôn, cảm ơn bộ sản phẩm của em Kim Sang Mụn rất là nhiều.